Anh đứng đây chờ em nha. Dạ, cũng thú thiệt, có đứa em nó định cư ở Canada, nay mấy chục năm rồi, nó mới về thăm lại quê hương. Anh hai! Ý bèn đét ơi, có phải Út cà rem của anh đó không? Dạ, em đây, em, Út cà rem đây. Anh hai, lâu ngày không có gặp anh chị và mấy cháu khỏe không? Anh chị và mấy cháu đều khỏe. Dạ, thấm thoát á, mà em xa quê hương đã mấy chục năm rồi, nay trở lại á, quê mình nhiều thay đổi quá hả anh? Đúng rồi em. À, mà em nghe nói anh chị mới mở cái gara ô tô phải không? Đúng rồi. Em xin chúc mừng anh chị. Anh cảm ơn em. Mà em về Việt Nam á, em có ghé thăm ba mẹ chưa? Dạ rồi rồi, em về thăm ba mẹ rồi mới lên thăm anh. Mà đất nước mình bây giờ lạ quá, em đi lòng vòng cả buổi mới tìm được anh. Đúng rồi em, Bình Phước hôm nay thay đổi nhiều lắm. Đồng Xoài đã là thành phố rồi đó em. Vậy hả anh? Vậy bây giờ anh hai làm hướng dẫn viên du lịch dẫn em đi tham quan một vòng Bình Phước được không anh hai? Được chứ sao không. Thôi anh em mình vừa đi, anh vừa kể cho em nghe về Bình Phước nha em. Dạ. Út à, Bình Phước hôm nay á, hãy subscribe.
vì sự phát triển của quê hương. Dạ, đồng xoài đây là thành phố vùng cao, đẹp mà tuyệt vời mọi ghê. Nhiều nhà cao tầng phố nhỏ là đông vui. Quê hương mình ai biết bao nhiêu năm cùng đứng dân phát triển công lần. Đi mẹ ơi, nói chuyện với em nãy giờ á, tới giờ dự tiệc rồi, thôi anh em mình về dự tiệc nha em. Dạ, thôi mình về anh hai.